không có, ở đây có hai em gái hà nhà tính chồng mà thấy phản ánh nó không được, quên nó quên mặc cái áo kia hả? Không được, hở em cũng không được. Ôi chị, Thành điện qua là gửi tin nhắn hả chị? Ừ. Tính chị kêu em từ hồi lên trận mà thấy thay đồ hoài, thiếu chứ.